tại sao hiện nay nhiều chị em lại tìm kiếm vitamin E đỏ của Nga đến vậy? Vitamin E đỏ của Nga là gì và nó có những loại nào trên thị trường? Làm sao để sử dụng hiệu quả nhất cũng như là cần phải mua ở đâu? Tất cả những băn khoăn trên của chị em thì sẽ được Khoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì chị em chúng ta sẽ đi tìm hiểu vitamin E đỏ của Nga là gì. Vitamin E đỏ của Nga là một sản phẩm cung cấp vitamin E được chiết xuất 100% từ các nguyên liệu tự nhiên, có rất nhiều tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho các chị em. Hiện tại thì vitamin E đỏ của Nga là sản phẩm cung cấp vitamin E đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Với thành phần vitamin E nhiều gấp 4 lần so với các loại sản phẩm liên quan đến vitamin E khác trên thị trường. Hiện tại trên thị trường của Việt Nam thì vitamin E đỏ của Nga phổ biến có 2 loại, đó là vitamin E đỏ Zentiva và vitamin E đỏ Mirona. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng dòng một nhé. Đầu tiên là vitamin E đỏ Zentiva. Thành phần chính của vitamin E đỏ Nga Zentiva gồm các nguồn gốc từ thiên nhiên, chủ yếu là hóa chất vitamin E 400mg, dầu thực vật, gelatin, glycerol 85% và methylparaben. Sản phẩm này thì không có chứa men, gluten, các thành phần từ sữa, chất tạo mùi vị hay là màu nhân tạo. Bởi vì được chiết xuất 100% từ thiên nhiên nên là vitamin E đỏ của Nga được rất nhiều chị em tin dùng trong hành trình chăm sóc sắc đẹp của mình. Sản phẩm này thì được đóng gói dưới dạng hộp 30 viên. Có 3 loại, đó là vitamin E Zentiva 100mg, 200mg và 400mg. Trong đó, loại vitamin E Zentiva 400mg là phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Về công dụng, thì vitamin E Zentiva giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa da và oxy hóa, giúp cho da mịn màng và căng mịn hơn. Đồng thời giúp cải thiện vùng da chảy xệ, trở nên săn chắc và tái tạo lớp da mới, giúp cho da trắng sáng. Ngoài ra thì sản phẩm còn giúp làm mờ sẹo, điều trị các vết thâm nám, tàn nhang. Đối với tóc thì vitamin E, Zentiva sẽ giúp cho tóc óng, mượt mà, ngăn ngừa gãy rụng, kích thích mọc tóc, hạn chế tình trạng tóc bị chẻ ngọn, khô sơ, giúp cho tóc bóng mượt tự nhiên. Đối với phụ nữ mang thai thì vitamin E, Zentiva giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, giảm tỷ lệ sinh non. Đặc biệt đối với phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì vitamin E có tác dụng làm giảm triệu chứng bốc hỏa hay là rối loạn kinh nguyệt. Ở bé gái tuổi vị thành niên thì vitamin E có thể làm giảm triệu chứng đau bụng kinh. Đồng thời sản phẩm này còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa dịch bệnh theo mùa, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Đồng thời thì còn hỗ trợ về cơ cho các vận động viên cũng như là người cao tuổi. Để chị em có cái nhìn khách quan về sản phẩm, thì Hoa Beauty sẽ đưa tới một số review của khách hàng đã sử dụng vitamin E đỏ Zentiva của Nga. Một khách hàng thì cho biết đó là cô dùng vitamin E này rất là thích, da cô sáng và khi sử dụng thêm kem dưỡng của Hoa Beauty thì cũng trở nên mềm da hơn. Và khách hàng này còn muốn mua tặng thêm cho bạn của mình nữa. Một bạn khách hàng khác thì có cho biết đó là khi uống được một tháng thì thấy sản phẩm không hề bị nóng như là uống các sản phẩm vitamin ở Việt Nam. Tiếp theo thì Hoa Beauty sẽ giới thiệu tới các chị em cách sử dụng viên uống vitamin E đỏ Zentiva của Nga. Mỗi ngày thì chị em nên uống một viên vitamin E Zentiva sau bữa ăn. Ngoài cách uống để bổ sung vitamin E Zentiva như thông thường thì chị em có thể bóc lớp màng bên ngoài ra và thoa trực tiếp lên bề mặt để giúp bổ sung trực tiếp vitamin E cho da mặt. Nên thực hiện tuần 1 đến 2 lần kết hợp với việc uống mỗi ngày thì sẽ giúp da của chúng ta luôn khỏe mạnh và mịn màng. Ngoài ra thì chị em có thể trộn sản phẩm với các loại sản phẩm khác như là tinh bột nghệ, sữa chua để làm mặt nạ chăm sóc da mặt. Đối với một liệu trình thì nên dùng 2 hộp để vitamin có thể đủ hấp thụ vào cơ thể tốt nhất. Về đối tượng sử dụng thì vitamin E đỏ của Nga Zentiva là lựa chọn tốt nhất cho các đối tượng sau. Thứ nhất là người trên 12 tuổi, đặc biệt là người có biểu hiện lão hóa da như là da bị khô, nám, nếp nhăn, mất tính đàn hồi hoặc là trí nhớ kém, thiếu cholesterol. Hoặc là sản phẩm có thể sử dụng đối với người thường xuyên làm việc và bị stress hay là người hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hoặc là với đối tượng muốn ngăn ngừa, làm chậm lão hóa và phòng tránh bệnh tật. Về giá tham khảo của sản phẩm thì mức giá có thể dao động từ 300.000 đồng tới 400.000 đồng một hộp tùy theo đơn vị phân phối và chính sách. Một sản phẩm vitamin E đỏ của Nga thứ hai đó là viên uống vitamin E Mirona.
thì sản phẩm này được điều chế bởi hãng Mirona, một thương hiệu dược phẩm uy tín trên thế giới với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên. Vitamin E Mirona thì có hai dạng, thứ nhất là dạng vỉ. Dạng vỉ thì được đóng gói với quy cách đó là một hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Thành phần hoạt chất là vitamin E 270mg cho mỗi viên nang mềm. Thứ hai là vitamin E đỏ Mirona dạng hộp. Dạng này thì được đóng gói dưới quy cách một hộp 30 viên. Thành phần hoạt chất thì cũng tương tự, đó là 270mg vitamin E cho mỗi viên nang mềm. Tiếp theo là về công dụng của vitamin E Mirona với cơ thể. Thì sản phẩm sẽ giúp làm trẻ hóa làn da, chống lão hóa da và oxy hóa, giúp cho da mịn màng, tràn đầy sức sống, cải thiện độ đàn hồi ở những vùng da bị chảy xệ. Đồng thời thì vitamin E Mirona còn giúp ngăn ngừa và khắc phục các dấu hiệu của tuổi tác, kích thích tái tạo lớp da mới, làm mờ sẹo, điều trị các vết thâm nám và tàn nhang. Đối với tóc thì Mirona còn giúp tăng cường dưỡng chất, nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh, ngăn ngừa gãy rụng, kích thích mọc tóc, hạn chế tình trạng tóc bị cháy ngọn, khô sơ, giúp cho tóc bóng mượt tự nhiên. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai thì việc bổ sung vitamin E Mirona trong giai đoạn mang thai sẽ giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ sinh non hay là sảy thai. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp giảm các triệu chứng như là bốc hỏa hay là ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đồng thời thì còn giúp giảm tình trạng đau bụng kinh cho bạn gái trong giai đoạn dậy thì. Vitamin E Mirona cũng cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa. Với những công dụng tuyệt vời trên thì Mirona cũng được khách hàng phản hồi rất là tốt. Sau đây là một số review của khách hàng, mọi người có thể quan sát trên màn hình thì khách hàng review là sản phẩm dùng rất là ổn, rất là ok và khi sử dụng thì thấy da mịn hẳn dù không chăm sóc hay là sử dụng bất cứ loại dưỡng da và toner nào. Và một số đánh giá của khách hàng gửi về mà Hoa Beauty có thống kê được như sau. Thứ nhất đó là đánh giá của bạn Huyền Lê sau 2 tháng sử dụng sản phẩm. Thì bạn cho biết là khi chuyển sang dùng vitamin E đỏ của Nga thì mình thấy da đẹp hơn rất nhiều. Để da đẹp hơn thì bạn có kết hợp sử dụng đắp vitamin E với bột nghệ để giúp da sáng lên và mờ nám nữa. Bạn Nguyễn Hương, 26 tuổi thì cho biết là sản phẩm dùng rất là ưng ý. Dùng được 1 tháng thì da trắng hồng lên trông thấy, đi đâu ai cũng khen da đẹp, thích ơi là thích. Bạn Trang Trần sau 3 tháng sử dụng thì cho biết hộp vitamin E đỏ của Nga dùng nhanh hết nhưng được cái da đẹp hơn rất nhiều. Về khách hàng có tên là Bình Trịnh, 55 tuổi thì cho biết ở độ tuổi tiền mãn kinh thì da cũng bước vào thời lão hóa và rất là nhiều vết chân chim rồi nếp nhăn xuất hiện ở khu vực khóe mắt, khóe miệng. Khách hàng này thì không muốn sử dụng mỹ phẩm vì sợ da sẽ càng lão hóa nhanh hơn. Và khi mà được con gái mua tặng 4 hộp vitamin E đỏ thì cô bắt đầu sử dụng. Sau 2 tháng thì thấy da sáng và căng hơn, tới giờ thì đã gắn bó được hơn 1 năm. Nếp nhăn giảm hẳn, da mịn và sáng. Sản phẩm cũng giúp cho tinh thần trở nên khoan khoái hơn, không còn lo âu hay là căng thẳng. Cô cũng khuyên các chị em đang trong độ tuổi tiền mãn kinh thì nên tin dùng sản phẩm này. Và tiếp theo thì Hoa Beauty sẽ giới thiệu về cách dùng sản phẩm vitamin E Mirona tới các chị em. Chị em nên uống mỗi ngày 1 lần và mỗi lần uống 1 viên, đặc biệt là nên uống sau khi ăn sáng. Ngoài cách uống để bổ sung vitamin E như thông thường thì chị em có thể bóc lớp màng bên ngoài và thoa trực tiếp lên mặt để bổ sung vitamin E cho da mặt với tần suất 1 đến 2 lần một tuần. Ngoài ra thì chị em cũng có thể trộn vitamin E với tinh bột nghệ hay sữa chua để làm mặt nạ đắp mặt thư giãn tại nhà. Đối tượng sử dụng cho sản phẩm vitamin E Mirona đó là người trên 12 tuổi, người có dấu hiệu tuổi tác trên da như là khô nám, đen sạm, xuất hiện nếp nhăn, muốn cải thiện tình trạng da, hoặc là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc các bạn gái trong giai đoạn dậy thì. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng có thể sử dụng, nhưng mà khi muốn dùng thì chị em cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Giá tham khảo của sản phẩm này dành cho chị em đó là từ 180.000 đồng cho tới 185.000 đồng trên một hộp. Ngoài việc bổ sung vitamin E từ các nguồn tự nhiên như thực phẩm, đồ ăn uống hàng ngày thì sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin E là vô cùng cần thiết. Bởi vitamin E thì sẽ giúp cung cấp cho các bộ phận trong cơ thể các loại dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là với da, tóc và móng. Và khi sử dụng vitamin E thì chị em cần lưu ý thêm các điều sau. Đầu tiên là trong thời gian sử dụng sản phẩm thì người dùng nên tuân theo đúng liều đã được chỉ dẫn, không tự ý thay đổi liều sử dụng mà không có sự hướng dẫn của các chuyên viên y tế.
Những người có làn da thô ráp, da khô thì có thể sử dụng viên vitamin E bằng cách thoa trực tiếp, giúp hạn chế các tác dụng xấu của tia UV, giúp cho da trở nên đẹp hơn. Đối với người dùng có làn da nhờn thì tuyệt đối không nên sử dụng vitamin E bằng cách thoa trực tiếp lên da mặt. Do đó thì sẽ dễ dàng gây ra bít tắc lỗ chân lông và làm xuất hiện mụn. Ngoài ra thì các chị em cũng lưu ý đó là hiệu quả của sản phẩm còn phụ thuộc vào yếu tố cơ địa, tình trạng và thói quen ăn uống cũng như là sử dụng sản phẩm của mỗi người. Chính vì vậy mà thời gian để đem lại hiệu quả của mỗi người là sẽ không giống nhau. Chị em cũng lưu ý sản phẩm này thì không phải là thuốc, có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu như các vấn đề trên da của chị em do bệnh lý gây ra thì nên đi khám da liễu tại các bệnh viện để được điều trị tận gốc. Khi sử dụng thì chị em nên bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và để xa tầm với của trẻ em. Sản phẩm vitamin E đỏ hiện nay thì cũng được bán tràn lan trên mạng, hàng thật, hàng giả với các mức giá khác nhau nên chị em cần lưu ý tìm nơi uy tín, có thương hiệu để lựa chọn sản phẩm chuẩn và chất lượng cho mình nhé. Trên đây là những chia sẻ rất thực tế của Hà Beauty về công dụng cũng như là những dòng vitamin E đỏ hiện nay trên thị trường. Mong rằng đã giúp chị em hiểu và có thêm thông tin để lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Nếu như chị em có những băn khoăn cần tư vấn về sản phẩm thì có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp về Hoa Beauty theo số hotline Zalo 0985 229900 hoặc là truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở mỗi video nhé. Cũng như đừng quên nhấn subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoa Beauty. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.